Thôi, quý vị các bạn thân mến, bây giờ đúng 6 giờ, cứ 6 giờ chiều tranh thủ làm cuốc trước khi đi về. Và tối nay thì mình cũng có hẹn với lại một số khách nữa, cho nên là làm biến thay đồ quá. Mọi người có thấy gì sai trái khi mà mặc cái, có cô việc nào mà mặc đồ ác chiến gì không? Áo đỏ, quần trắng, dép đỏ luôn, quá dữ luôn. Liệu có bị phát hiện hôm nay không? Nhưng mà hôm nay mình không có chạy ở đây đâu, chắc chắn là ở đây lộ rồi. Địa điểm công ty Điền Quân này ở đường Hoàng Hoa Thám này lộ rồi, mình chạy. Ở số trước mọi người mới vừa xem là có một cô bé thiết kế đúng không? Hôm nay hy vọng thôi, hôm nay trai gái gì chở láng hết, không quan tâm, nghĩ sao đừng vô hẻm nhiều quá thôi. Được không? Được quá, được anh ơi. Cô Việt mà đẹp trai vậy chắc các cô là đi ào ào luôn. Và hôm nay mình tiết lộ với mọi người, nếu như bước xuống xe mình sẽ gỡ cái mask xuống, cái khẩu trang xuống, mà nếu như mọi người phát hiện ra thì lập tức là miễn phí, còn mọi người không phát hiện ra tôi lấy tiền, đúng không? Tại vì tôi đâu phải xe của tôi đâu, tôi chạy dùm cho thằng em tôi. Bữa giờ chạy mấy cuốc là tôi không lấy tiền nó lỗ rồi, hai cuốc bị phát hiện nó lỗ rồi. Và nếu như mất cuốc nào là tôi bù cho nó cuốc đó. Đây thằng em, mọi người hãy nhớ mặt tránh xa ra, cái gương mặt này vô cùng nguy hiểm. Đứng treo. Chen kem không tôi dẫn đi nhậu không? Đi nhậu không? Xuân Trang kìa, đi nhậu không? Không, mình chạy xong rồi đủ một cuốc rồi, làm hai chai bia giải khát thôi. Cuộc sống của tôi đơn giản là vậy. Thôi mình thôi đừng cho công ty lộ rồi. Công ty mà chú mặc đồ này nữa, thôi mình tiếp tục đi. Bây giờ lúc nào mình trở lại mình lừa các bạn ở công ty thì mình để một thời gian lâu lâu để các bạn không thể phát hiện ra mình nhé. Đó là phải chạy xe khác. Đúng rồi, phải đổi xe nữa, xe này là cũng dễ bị lộ lắm. Rồi thôi mình cứ chạy tà tà đi. Trên đường đi nếu như chúng ta gặp được nam thì chở nam, gặp nữ chở nữ nha. Hôm nay không chọn lựa. Không gặp BD sao? BD là đúng hệ luôn. Chị em chúng mình. Nha, cái này tôi nói thiệt, mọi người đâu có biết giới tính của Coleman là gì đúng không? Chỉ có chị em mới hiểu. Thôi đừng ai giành mối tôi nha. Đây nó biết mình hết rồi, mấy nó lộ hết rồi, mình không thể nào. Thôi không cần đâu, anh tự đi luôn, anh về luôn. Ủa cái vỏ anh đâu? Cái vỏ. Bây giờ sách anh đâu? Có cái chị bắn bông chứ cứ đứng chứ nhìn mình chứ cười hoài là mình ngại ghê luôn á. Rồi chạy không em đi. Hu. Siêu quậy. Thôi chạy nha. Đi chỗ nào gần gần đó, đường ấy nó giữ cái vỏ luôn nhanh đi. Khỏi đón anh đi, anh ấy anh về luôn. Đi cẩn thận nghe chú. Cẩn thận gì? Làm gì cẩn thận? Đây, để cháu ruột mình nhận không ra mình luôn. Đi đâu rồi? Đi quay hả? Đi quay hả? Dạ, đi quay gặp anh. À, đó rồi. Hello. Rồi, ô. Rất là thân thiện. Grab và Go Việt là hai anh em. Hả? Bật đèn xe nữa. Tối rồi.
Thôi hôm nay mình đi gần thôi, tại vì mình đang có khách. Bắt đầu nôn thèm bia rồi. Quý vị các bạn nhớ nha, ai muốn đi miễn phí thì tôi dở cái mặt xuống là phải phát hiện ra tôi nha. Đang có mặt trên đường Phan Xích Long. Mặc dù hôm nay là ngày thứ hai rất là mệt, sáng giờ họp coi như là làm việc liên tục. Thôi mới xong tức thì đuối quá, tính bỏ cuộc rồi. Nhưng mà nghĩ tới khán giả, thấy khán giả có vẻ thích cái series này cho nên là thôi mình cố gắng mình đi. Nhưng mà chạy rồi chút xíu nó thấy khỏe. Mọi người thấy không, cái mặt phía sau lưng của Colorman là nguyên một đội hình của Việt. Và có vẻ như không ai nhận ra mình hết. Rồi phía bên kia có một số anh Grab đang ngó mình. Chạy ra tới Trần Khắc Chân mà vẫn chưa có mối nào. Thật ra là có một mối, nãy giờ có hai mối, một mối là đi về Phan Văn Trị, từ Vạn Kiếm về Phan Văn Trị gần quá, nó không thuận đường. Rồi còn một mối nữa qua tới quận 9 là nó còn ngược đường bạo nữa. Tình hình hơi căng. Bởi vì đâu ai nói mà chạy Go Việt với chạy Grab là lúc nào cũng có khách đâu. Bây giờ đông quá nó cũng cạnh tranh lắm. Đúng không các bác, các cô, các chú, các bạn? Có nào chạy vòng ghét ra tới nón lá luôn khỏi chạy. Bởi vậy mình cũng hiểu ha, mình cũng thật sự đó, vậy mình mới thấy là những người mà chạy Go Việt hoặc chạy Grab thật sự thì họ chạy mà nãy giờ chạy vòng vòng vậy là lóc là còn buồn lắm á. Lại thứ hai nữa là chạy vậy là tốn xăng, đúng không? Cho nên là thường người ta sẽ neo đậu tại một cái chỗ nào đó. Có làm rồi, có đi rồi mới thấy thương. Chúng ta ra khu vực chợ Tân Định, Hai Bà Trưng. Nguyễn Cửu Vân hả? Được. Ủa Nam hả? Thôi khách Nam đi luôn đi. Nguyễn Cửu Vân cũng gần á. Nguyễn Cửu Vân là qua cầu Thị Nghè một chút. Hợp lý, chơi luôn. Thôi hôm nay mình sẽ chạy sẽ đi mối nam. Không có nữ đi nam luôn. Em Nguyễn Cửu Vân phải không em? Dạ đúng rồi. Rồi, em đang ở chợ 40 Trần Quang Khải hả? Dạ đúng rồi. Rồi, ở đó là cái gì hả?
cái quán hủ tiếu Bò Viên á. À, quán hủ tiếu Bò Viên hả? Rồi rồi, ok. Rồi 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 rồi. Thắng một phút à, anh đang rất là gần anh bên Nguyễn Phi Khanh đó nha. Chỗ cả nè. Ok anh, yeah. Ok chưa, được chưa? Rồi, nào, lên đi. Đúng rồi, đúng rồi. Đây, Nguyễn Cửu Vân à, Nguyễn Cửu Vân đó. Nguyễn Cửu Vân à, mình đi cầu Thị Nghè xuống được à, hả? Thôi giờ chạy qua đây vòng quay hủ được đó. Để anh đây nha. Được, 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 em để. Giống cái hộp quá trang vậy. Ồ, cái này nó rồi, ok. Đẹp trai con bà hai. Ủa em làm nghề hóa trang hả? Dạ. Ồ. Nam mà làm nghề hóa trang hay vậy? Là trang điểm chứ hả? Trang điểm. Em trang điểm cô dâu hay là gì? Hay là trang điểm, trang điểm của trang phòng. Trang điểm. À. Là nãy em đang đi show á hả? Đang nãy đang điểm cô dâu hay là người mẫu? À, à. Ồ, làm trong quán karaoke mà cũng phải tới trang điểm nữa hả? Ồ. Ồ, anh tưởng thường mấy em đó mấy em tự trang điểm hết chứ. Ồ. Chứ còn show vậy một em chiều nào em cũng đi làm vậy hả? À giờ là chỗ đó mối luôn. Trời, bao nhiêu cô mà tới 12 giờ tới 6 giờ dữ vậy? Có bữa người ta ồ tới 30 cô, 30 cô mà từ 12 6 tiếng đồng hồ mẹ ơi. Chia ra là chia ra là 1 tiếng đồng hồ là làm make up cho 5 cô đúng không? Ôi cô làm vậy đuối chết thì sao nổi vậy. Nếu mà mình làm theo tháng hay là à cứ một cô vậy là gì có 100.000 thôi hả? Cũng bèo vậy. Là mấy bạn nó làm karaoke. Ồ. Không nhưng mà nếu tính ra thì cũng ok hả? 100.000 thì ví dụ 3 cũng được 3 triệu. Nhưng mà đâu phải ngày nào cũng vậy đâu đúng không? Trời vậy chính ra làm vậy ngon á, tháng kiếm cũng được mấy chục triệu chứ bộ. Rồi. Có về lát nữa thì cỡ 8 giờ thì có khách sạn khách sạn. Ờ mấy đứa nó hỏi nó là cái khách thôi. Nó thì nó sẽ đi. Ờ. Vậy anh thấy cái thu nhập của bộ hơi được á, đúng không?
chứ anh thấy có nhiều người làm make up gì đó hóa trang giống như ông anh á. Ông anh với bà chị anh làm make up cho đoàn phim rồi đâu có được có nhiêu tiền đâu. Cái này quan trọng là mình có phải có khách nữa chứ lại mình muốn thôi chứ. Hồi trước em cũng đi đoàn phim theo nhưng mà không có tiền để đỡ. Làm này là đỡ hơn. Cái này thì mình phải có mối đúng không? À, không có cho vô chứ đâu có. Ủa trong khách sạn cũng có karaoke hả? Trong khách sạn phải là đâu mà làm người mẫu, hết cho đồ ăn, ví dụ như một phòng khách sạn nằm nữa. Ở đó sẽ có trung gian cũng khách cho nó. Ôi, đa số là khách trung gian ở nước ngoài, có Việt Nam là người ta đi chơi hoặc là người ta cầm thử đi theo. Ồ. À, thật ra là cũng là để giao lưu thôi chứ cũng đâu phải là ai có phụ nữ đi chung thôi hoặc là nếu mà đi chơi hoặc là làm gì đó tùy khách mấy thằng đó thì nó quốc gia nó có tiền mà nó đi mua thăm chơi thôi. Giống như anh ấy hồi trước có cái dịch vụ thuê thư ký trợ lý rồi đó. Theo đối tác rồi nhìn thấy mấy em cũng đẹp đẹp, thấy oách oách kiểu dạng vậy. Ồ hay á, có mấy nhiều nghề hay vậy đó. Hồi đó thì một phòng 5 triệu, rồi làm mặt. Thắng luôn không? Thắng luôn. Một đứa mà vừa làm tóc thì chẳng có luôn là 4 vậy anh thấy làm vậy cũng đỡ hả? Hơn đi làm mang tiếng đi làm phim rồi mấy show giải trí rồi chưa chắc đã không? Không nhưng mà ví dụ em dễ thương á, em vui vẻ dễ thương, em chiều khách thì người ta mới book đúng không? Chứ còn mình mãi ấy là tụi nó kiếm người khác liền, thiếu gì người làm đúng không? Đúng. Chứ có nhiều người làm nhìn ra giống như hát bội vậy, đâu có chịu. Nhà em đông anh em không? Không. Em trai em cũng làm nghề này luôn hả? Em làm ngân hàng quân đội. Học ngân hàng. Em học cái ngành này lâu chưa? Trời. Năm nay nhiêu tuổi mà làm 10 năm dữ vậy? Vậy là lúc mười mấy tuổi đã đi học cái ngành này, đã học nghề rồi. Hay ha, có cái anh không nghĩ là cái nghề này mà làm, anh thấy nghề này làm cực quá, nói nghề này chắc, nhưng mà đúng là đâu có mấy người làm được như em đâu. Rồi ba má, sao ba má ở quê hay ở đây? Rồi ok, em thuê nhà ở đây. Khu này yên ha. Chỗ nào đẹp không? Rồi 17.000.
20 25 cho anh chút nha. Đủ tiền lẻ rồi đó, hết trơn rồi. Rồi cảm ơn em nha. Anh còn không có tiền lẻ. Quên cái nón. Rồi cảm ơn em trai nha. Rồi công việc tốt nha. Quý vị và các bạn thân mến, cuối cùng bạn ấy không có phát hiện ra được mình. Bạn này bạn làm cái nghề make up, nghề trang điểm, và bạn chia sẻ những cái thông tin vô cùng thú vị. Thứ nhất là mình cũng không nghĩ là cái nghề make up trang điểm mà lại có thể kiếm thu nhập tốt như vậy luôn. Bạn make up cho các bạn tiếp viên của cái quán karaoke, rồi tiếp viên, rồi make up cho các bạn người mẫu, rồi đủ thứ hết đó. Thu nhập cũng rất là thú vị nha, mình cũng bất ngờ đó. Tại vì mình cũng có quen một số bạn làm cái nghề make up này, họ cũng lương bổng không có nhiêu hết á. Bạn này rất là dễ thương. Và mình nghĩ là cái giọng nghe nó cũng mềm mại nữa, cũng yểu điệu nữa. Và cuối cùng quan trọng nhất là bạn á, mình kéo cái mặt xuống bạn mới phát hiện ra mình. Chứng tỏ là mọi người nói Columbine đâu ai cũng biết, đâu có đâu. Nhiều người cũng đâu biết mình lắm đâu. Khi mà chúng ta, người ta nói đúng là người đẹp gì lụa đó, hãy mặc bộ đồ sang trọng vô là người ta dễ phát hiện ra mình lắm. Hay là bây giờ mọi người biết quen Columbine là kiểu ăn mặc là rất là nổi rồi, phải không? Bữa nay ví dụ mình mặc đồ vậy mọi người cũng nổi lắm chứ, mà vẫn không phát hiện ra. Và hôm nay một cái câu chuyện ngắn thôi nhưng mà thú vị về một cái nghề nghiệp, nghề mới cấp. Nhưng cái cách làm việc, cái cách của bạn này, bạn sống bằng cái nghề này, bạn kiếm tiền nó khác với những người mới cấp khác, và mình cảm thấy thu nhập rất là khá luôn. Thôi cũng chúc mừng cho bạn, và hy vọng rằng các bạn làm nghề mới cấp cũng có được những cơ hội, những cơ may như bạn, như cái bạn trai mà mình vừa chở cái cuốc xe ngày hôm nay. Còn bây giờ thì Columbine xin chào tạm biệt và quý vị và các bạn đó. Nhiều lúc một câu chuyện nhỏ thôi, một nhân vật, nhưng mà lại cho mình thấy những cái ngóc ngách khác của cuộc sống mà bản thân mình á, bản thân Columbine cũng chưa bao giờ biết luôn. Cái này mình nói thiệt, mình cũng không nghĩ là cái nghề make up mà có thể kiếm một ngày khá nha, cũng khoảng 5 triệu một ngày đó, không phải đơn giản đâu đó. Nhưng mà đương nhiên cực lắm, đâu có nghề nào sung sướng đâu đúng không các bạn. Rồi thôi, như vậy là cuốc xe ngày hôm nay, bây giờ mình phải đi tiếp khách. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Và hôm nay chạy được 17.000, bạn ấy đưa cho mình 50 và mình chỉ có 25.000 để vừa đủ tiền thối, 25.000 thôi bạn ấy cho mình luôn. Rất là hào phóng, rất dễ thương. Cảm ơn bạn. Rồi đây nè con, trả tiền nè. Rồi vô bánh 25.000 bo luôn, 25.000 luôn, chẳng 50 luôn. Để bù lại hai cái cuốc bữa, gãy bữa hai, gãy hai cuốc bữa. Oh, okay, woo!